gặp nữ sở tác áp không gọi được vốn còn bị chê làm mất sự quý mến trên sắc tanh, bị vỡ kịch bản vì 5 tiếng gặp sự cố ở trường quay. Trước Thi cho biết, cô buồn khi đọc bình luận chê bai từ dân mạng sau màn gọi vốn thất bại trên sắc tanh, màn gọi vốn bị phản ứng tiêu cực vì quá mông lung. Trong tập 8 sắc tanh lên sóng tối ngày 24 tháng 7 vừa qua, khán giả đã dành nhiều chú ý cho Học viện Nghệ thuật Tiếng Anh Diệu Kỳ với đại diện là nhà sáng lập Phạm Thị Trúc Thi. Đến với chương trình, Trúc Thi gọi vốn 5 tỷ cho 25% cổ phần. Trước Thi cho biết, mình đã có 20 năm kinh nghiệm làm giáo dục và sau một thời gian tìm tòi, cô đã tìm thấy một phương pháp học tiếng Anh mới và hiệu quả trong vòng 1 đến 3 buổi. Nếu học viên không nói, diễn kịch hay diễn thuyết được bằng tiếng Anh, cô sẽ trả lại tiền. Ngoài ra, Trúc Thi chia sẻ rằng, mình đã đi hơn 20 quốc gia để nghiên cứu về con người, văn hóa, giáo dục và tìm ra cách có thể dạy ngay và luôn. Cô giới thiệu nhiều thế mạnh của bản thân như có khả năng vẽ tranh, có nhiều năm làm biên đạo múa nên am hiểu về ngôn ngữ hình thể. Từng là biên tập viên, MC ở đài truyền hình nên hiểu hình ảnh kích hoạt và tạo cảm xúc cho người xem ra sao. Có khả năng chơi piano và sáng tác nên đã sáng tác gần 100 bài hát chỉ để học tiếng Anh, viết sách cho phụ huynh và doanh nhân. Về bộ máy hoạt động, Trúc Thi cho biết, mình đang có 10 giáo viên và mình cô vận hành. Hiện tại các khóa học đang tiến hành online và có một buổi diễn kịch vào sáng chủ nhật. Trong một năm vừa qua, Trúc Thi đã có khoảng 50 học sinh. Một khóa học online 3 tháng có chi phí 10 triệu. Doanh thu 500 triệu đồng, chi phí phải trả cho giảng viên là 200.000 Việt Nam đồng mỗi buổi. Tuy nhiên trong quá trình thuyết trình, trước thi không giải thích rõ được cho các sắc hiểu bản chất phương pháp học tiếng Anh của mình là gì, được tiến hành như thế nào. Vì vậy mà trong suốt quá trình này, Trúc Thi liên tiếp bị các sắc ngắt lời, đề nghị trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Kết quả các sắc đều từ chối đầu tư vì cho rằng mô hình của Trúc Thi mông lung từ danh số, phương pháp đến phương án. Tôi nghĩ bài trình bày vừa rồi của bạn có thể nói là một thất bại. Bạn đang bán sản phẩm của mình, bán sở tát áp của mình, bán doanh nghiệp của mình, nhưng bạn không thể làm được cho khách hàng hiểu sản phẩm của bạn bản chất nó như thế nào. Đem lại lợi ích gì mà chỉ đem lại cho người ta cảm giác rất tiêu cực, cảm giác phi lý, sắc bình thẳng thắn nhận xét. Chính chủ nói gì? Sau khi tập 8 của Sắc Tanh lên sóng, Trúc Thi đã nhận về không ít ý kiến trái chiều từ dân mạng. Nhiều người đồng tình với các sắc rằng phần thuyết trình này quá mông lung, bay bổng, thậm chí đã khiết các cá mập phải thực hành tính kiên nhẫn trước những phản ứng này chúng tôi đã liên lạc với trúc thi và có được chia sẻ của cô về chuyện đi gọi vốn ai đến với sắc tanh cũng đặt nhiều tâm huyết vào mô hình của mình nhưng gọi vốn lại không thành công cảm xúc của trúc thi thế nào thật lòng tôi chưa bao giờ mong cầu các sắc đầu tư vì nếu muốn tôi cũng không thiếu nhà đầu tư ở ngoài bể cá mập trong bể chỉ có năm nhưng ngoài bể cá mập vô số kể tôi còn ham chơi lắm lịch đi nước ngoài của tôi để trải nghiệm và nghiên cứu được lên kế hoạch sẵn rồi nếu ai theo dõi facebook của tôi sẽ thấy rõ điều đó nhận tiền các sắc đầu tư sao có thể tung tăng được cái tôi muốn là được chia sẻ phương pháp để giúp cho những ai đã và đang hoang mang với việc học tiếng anh tìm được ánh sáng hy vọng tôi đã chứng kiến quá nhiều người khổ sở vì việc này nên cực kỳ đồng cảm với họ và tôi cũng muốn tìm nhà đồng sáng lập để xây dựng hệ thống phát triển Tuy nhiên đây là một game sâu truyền hình, tôi phải đi đúng theo quy trình và tôn trọng nguyên tắc của cuộc chơi. Tôi cũng muốn gửi lời đến nhà sản xuất và ekip thực hiện sắc Tanh Việt Nam đã rất chu đáo trong việc sản xuất, hỗ trợ các sở tắt ấp. Chia sẻ mà không được các sắc lắng nghe, liên tục ngắt lời, trước thì có tuổi thân không. Nói rộng ra, chị đối mặt với những lời chê thế nào? Là một người đào tạo về thuyết trình tôi đã lường trước được những điều này. Tôi cũng chia sẻ với rất nhiều học viên rằng, đừng bao giờ mong cầu tất cả mọi người đồng tình với bạn vì vậy đừng hoảng sợ và hãy chuẩn bị trước tinh thần sẽ là như vậy mình đến đây để chia sẻ cho những ai cần được biết chứ không phải mục đích cần đầu tư các sắc đã đúng với vai trò cá mập của họ còn tôi đã đúng với điều tôi mong muốn tuy nhiên có thành công nào mà không xót xa bạn phải chấp nhận nó là cái giá phải trả trước thi có đọc bình luận của khán giả sau khi tập gọi vốn mình lên sóng không và chị cảm thấy thế nào trước phản ứng có phần tiêu cực từ họ Tôi mới đọc sơ qua sáng nay, có một chút buồn man mắc thôi nhưng đây cũng là điều tôi lường trước. Tôi tham gia lĩnh vực giải trí từ sớm nên biết sẽ luôn luôn có nhiều luồng ý kiến trái chiều, đó là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều tôi thích cuộc sống bình yên, không ồn ào nên tôi đã rút về phía sau với việc dạy học là chính. Còn thời gian tôi viết sách, vẽ tranh, chơi đàn, sáng tác, ca hát nhảy múa cho vui và chu du nhiều vùng đất mới. Có bình luận cho rằng phần thuyết trình của Trúc Thi khiến các sắc phải lấy hết độ kiên nhẫn ra để dùng. Chúc thì nghĩ sao? Thật sự, ngày quay hình đến lúc tôi đang nói giữa trường thì phim trường bị cúp điện, phải chờ đến hơn 5 tiếng đồng hồ mới xử lý được. Vì phải chờ lâu như vậy nên có thể tinh thần của các sát không được tốt như thường lệ. Và khi quay lại tôi trình bày phần tiếp theo nên có lẽ các sát cần đi nhanh hơn. Tôi hiểu tâm lý này nên cũng rất thông cảm cho các sát. Tôi là cô giáo dạy trẻ em nên sự kiên nhẫn cao lắm. Tôi cũng không rút ra được bài học gì sau chương trình này vì tôi biết trước luật chơi sẽ là như vậy, dám chơi thì dám chịu thôi. Mục đích của tôi và mục đích của các xác cũng khác nhau. Ở phần trước điều, xác Louis có nói với chị rằng, bạn là mất đi sự quý mến của các xác dành cho bạn lúc đầu. Trong hình ảnh một người phụ nữ mặc áo dài rất dịu dàng, chị nghĩ gì về chia sẻ này ạ? À? Trong kỹ năng thuyết trình có kỹ năng tạo cảm xúc ngược. Nhiều TikToker hoặc các bạn trẻ hay sử dụng kỹ năng này bằng cách cố tình đánh lừa khán giả ở khúc đầu, gây cảm giác khó chịu và gây ra yếu tố bất ngờ tạo sự hài hước, dễ thương và thân thiện ở khúc cuối. Tôi định dùng kỹ năng này nhưng chưa kịp quay đầu thì Sắc Linh đã chặn giữa đường nên phần thuyết trình không có tính hài hước, thiện cảm như kế hoạch. Đó là điều tôi rất tiếc nhưng đành phải chịu. Lúc đó tôi nhận ra sân này là của các Sắc làm chủ, không phải tôi. Vì lần đầu tham gia Sắc Tanh nên tôi không lường được điều này trong khi đó các xác hỏi liên tục không có một thời gian nào để tôi được dừng luôn và cũng không có một cơ hội nào để giải thích cũng vì vậy mà khán giả không biết được tôi muốn đưa thông điệp cuối cùng là gì mà chỉ toàn thấy sâu bản thân ra tôi tiếc vì điều đó tôi là diễn viên muốn tạo tính bất ngờ và gây thiện cảm ở câu kết nhưng không được như ý có lẽ vậy các xác đã hiểu lầm việc xuất hiện trên sắc tanh có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cũng như công việc của chúc thi không sau chương trình chị có kế hoạch gọi vốn tiếp theo không không phải cái gì người ta muốn thì tôi cũng muốn tôi xác định rõ mình muốn là gì ở từng giai đoạn nên gọi vốn cũng chẳng biết làm gì nữa vì đây là sản phẩm trí tuệ không phải mặt hàng mà cần nhiều tiền đầu tư có chăng tôi cần hệ sinh thái của các sắc và sau đó cần người điều hành phát triển hệ thống cảm ơn chúc thi vì những chia sẻ